Làng Cốm Mễ Trì đỏ lửa rộn ràng khi Hà Nội bình thường mới. Ngày làng Cốm ở Mễ Trì, Hà Nội có bề dày lịch sử hơn một thế kỷ nay. Tại đây hiện có 86 hộ ở cả hai tổ dân phố, khu thượng và khu hạ, vẫn theo nghề làm cốm và 300 hộ kinh doanh cốm nhỏ lẻ. Làng Cốm Mễ Trì có hai vụ chính gồm vụ chiêm và vụ mùa. Vụ chiêm ngắn ngày chỉ vòn vẹn 2 tháng, còn vụ mùa kéo dài từ tháng 7 tới tháng 10. Vì thế cả làng nghề cốm tập trung chủ yếu vào vụ mùa. Mặc dù hiện nay một số công đoạn làm cốm đã được hỗ trợ bởi thiết bị cơ khí hóa giúp rút ngắn thời gian chế biến, nhưng hầu hết các công đoạn làm cốm vẫn được tiến hành thủ công. Từ công đoạn tuốt lúa đến rửa thóc, loại bỏ thóc lép, lấy hạt mẩy tới răng cốm, điều lửa đều đòi hỏi kinh nghiệm và bàn tay khéo léo của người thực hiện. Tại các xưởng sản xuất cốm, mỗi người một công việc, những âm thanh quen thuộc vang lên từ đầu làng đến cuối xóm. Tiếng máy răng lúa, tiếng sàng sảy, tiếng chảy giã cốm hòa cùng tiếng cười nói dâm gian của những người làm cốm rộn rã khắp làng. Vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt trải qua 4 đợt giãn cách, từ 24 tháng 7 đến 21 tháng 9, vụ mùa của làng nghề chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo ông Nguyễn Thế Đô, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cho biết, thời gian giãn cách là thời điểm diễn ra vụ mùa chính của làng nghề, vì thế gặp nhiều khó khăn, việc di chuyển từ Hà Nội qua các tỉnh khác để thu mua nguyên liệu gặp nhiều trở ngại do ảnh hưởng của dịch bệnh.